Chào mừng các bạn đã quay trở lại với talk show Người Trong Môn Nghề. Mình là Việt Anh. Và hôm nay thì talk show Người Trong Môn Nghề có một khách mời rất đặc biệt. Chúng là đặc biệt lắm, nói chung các bạn chắc cũng khó mà đoán ra được. Nhưng mà hôm nay chúng ta có một khách mời, đấy là bạn Hoàng Hiến Ivy. Bạn là một vũ công này, một biên đạo chuyên nghiệp này. Và quan trọng nhất thì bạn lại là người yêu của mình. Nên là thực ra hôm nay là mình đang rất là run. Cũng không biết là phải phỏng vấn người yêu mình như thế nào. Tại vì bình thường là cái cuộc phỏng vấn nó thường diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Anh đã làm cái này chưa? Anh sao anh lại không làm cái này? Sao anh lại không làm cái kia? À anh không phỏng vấn em à? À anh lại định làm cái này làm cái kia. Nên là hôm nay nói chung là mình cũng ở một vị thế nó tương đối là khó khăn, thì hy vọng là các bạn cũng sẽ thông cảm nếu mà mình có mắc phải sai lầm gì đấy. Thế thì trước khi mà mình bắt đầu chương trình thì cũng rất là hy vọng là sẽ được nghe Yến chia sẻ một chút về bản thân cũng như là chào các khán giả của Người Trong Môn Nghề được không? Dạ. À, xin chào các mọi người, chào anh Việt Anh, người yêu em. À, em tên là Hoàng Yến, hay mọi người thường gặp mà thường gọi mình là Ivy Nguyễn. À, hiện tại thì mình đang là một dancer và một biên đạo tự do. Nói chung là để bắt đầu chương trình thì chắc là mình nên có một chút hoạt động, gọi là khởi động một chút. Thế thì ở đây hôm nay chương trình Người Trong Môn Nghề có một cái trò chơi nho nhỏ, nó mang tên là They Say, tức là người ta đồn rằng. Thế luật chơi ở đây là anh sẽ phổ biến luật chơi một chút. Ở trong trò chơi này thì anh sẽ đọc 3 lời đồn về nghề vũ công. Sau đó thì anh hy vọng là em sẽ có thể lần lượt đưa ra những cái nhận định ngắn gọn của em về 3 lời đồn đó. Thế thì không biết là em đã sẵn sàng cho 3 lời đồn này chưa? À, rồi ạ. Ok, thế thì bây giờ chúng ta đến với lời đồn thứ nhất. Người ta thường nói là làm vũ công thì chắc chắn là phải ăn chơi lắm. Em nghĩ gì về nhận định này? Đúng, cái này em nghe nhiều rồi. Bởi vì người ta nói như vậy là bởi vì thường thì người ta nghĩ là vũ công thì lúc nào cũng là kiểu nhảy nhót sôi động, đi ba sàn các thứ linh tinh, rồi ăn mặc các thứ là kiểu sexy hở hang này nọ. Thì người ta bảo là ăn chơi lắm. Cái đấy thì em nghĩ là người ta nghĩ thế cũng đúng thôi. Thì lời đồn mà, thì mình làm sao mà mình ngăn cản được. Nhưng mà trên thực tế thì sao? Thật ra nghề nào thì cũng có nghề này người kia thôi. Có rất là nhiều bạn rất là ăn chơi đấy. Tại vì là cái tính nghệ thuật, cái tính feel của các bạn rất là cao. Thế nên là bảo là không ăn chơi thì cũng không phải. Nhưng mà có những bạn thì lại khác nhá. Có những bạn là xăm trổ đầy người này, kín mít này, tóc tai các thứ nhuộm rất là đẹp này, rồi mắt mũi môi miệng các thứ, phong cách lúc nào nó cũng kiểu chiêu chiêu chất chất các thứ linh tinh ý. Nhưng mà các bạn ấy rất là ngoan nhá, chỉ thích tập nhảy bình thường này, chỉ thích đi chơi cà phê, xem phim với bạn bè linh tinh này. Và vẻ bề ngoài của họ thì khác hẳn hoàn toàn với cái tính cách của họ. Họ không biết hút thuốc lá này, họ không biết uống rượu này. Đó, đấy là mặt trái ngược thôi. Kết luận rút ra ở đây là vũ công cũng như tất cả các nghề đúng không? Cũng có người này người nọ. Đúng. Và không? Nói chung có là người này, người nọ. Câu chuyện là làm vũ công chắc chắn là phải ăn chơi, có thể là chỉ là một lời đồn mà nó không có căn cứ đúng không? Đúng rồi, lời đồn không có căn cứ. Chúng ta sẽ có một lời đồn thứ hai. Thì người ta có thể đồn rằng là chỉ có người gầy hoặc là người đẹp đi, tức là người phải sexy một chút đúng không, thì mới nhảy được thôi. Chứ còn giả sử những người nặng cân quá thì làm sao mà nhảy đẹp được. Thế thì lời đồn này thì liệu em nghĩ gì về lời đồn này? Và trong cái quá trình của em thì làm nghề ấy, thì em có biết hay là có hâm mộ hay là có quen một vũ công nào đó mà có thể khác với cái nhận định này của mọi người được không? Chắc chắn rồi. Vũ công thì nó không liên quan gì đến ngoại hình luôn. Chắc chắn là như thế. Bởi vì vũ công thì thực chất là bao gồm có niềm đam mê của bạn này, khả năng của bạn đến đâu này, chỉ thế thôi. Và cái ngoại hình nó không hề quan trọng như là người ta nói. Mình biết có rất là nhiều bạn, có thể là cơ thể của các bạn ấy không được đẹp cho lắm, có thể là lùn, có thể là gương mặt không được đẹp, có thể là béo, đại loại là không ưa nhìn lắm ấy. Thế nhưng mà các bạn ấy nhảy rất là đẹp, bởi vì các bạn ấy có cái khả năng, cái cảm thụ âm nhạc ở trong con người ấy. Nó không liên quan gì đến cả ngoại hình cả. Có rất là nhiều vũ công mà mình được biết đến có ngoại hình không được đẹp mắt cho lắm, không được sexy, không được gầy như người mẫu nhiều lắm. Ví dụ như là có một biên đạo của nước ngoài mà mình rất là hâm mộ, đấy là chị Paris Cobell. Thì ngoại hình của chị rất là bốc lửa, tức là theo tiêu chuẩn của vẻ đẹp bình thường ấy thì nó không đúng tiêu chuẩn đâu. Có thể gọi là chị rất là béo ấy, tức là kiểu ba vòng rất là to. Nhưng mà khi mà chị đã nhảy rồi ý, và những cái bước nhảy của chị nhìn thực sự là thu hút, rất là đẹp. Và mình nghĩ là cái chuyện ngoại hình nó không nói lên điều gì nhiều quá so với chuyện là nhảy đẹp hay không. Đấy là lời đồn thứ hai. Chúng ta đến với lời đồn thứ ba, tức là
ở Việt Nam thì không có trường đại học chính quy đào tạo vũ công, cho nên là mọi người cũng đến với nghề dance một cách khá là, gọi là sao nhỉ, tức là nó không được chính quy ấy. Em nghĩ thế nào về lời đồn này? Thực ra thì đúng, Việt Nam mình chưa có quá nhiều nơi để đào tạo chính quy về nhảy thôi nhá. Còn múa thì là rất là nhiều các trường cao đẳng, trường đại học thì có rồi. Nhưng mà riêng về nhảy ấy, thì là Việt Nam mình thực sự, theo như em biết ấy, thì là chưa có một cái trường nào đấy có cấp đủ bằng cấp chính quy cả. Thì lời đồn này có vẻ là đúng. Đấy là theo em biết thôi. Giả sử như bây giờ mình học múa đi, mình ra từ một trường chính quy đi. Khi mà mình học múa và mình ra làm một vũ công thì nó có gì khác biệt? Ý anh hỏi là sao? Đi học múa ra làm vũ công là thế nào? Tức là rõ ràng là bây giờ mình không có một lựa chọn để học chính quy về việc là trở thành một vũ công để làm dancer đúng không? Thì có một lựa chọn để học chính quy, đấy là học múa đi. Vì cái múa và nhảy dù sao nó cũng có những sự tương quan nhất định. Nếu mà ví dụ một vũ công múa học ở trong trường ra và muốn đi theo sự nghiệp và trở thành một dancer chuyên nghiệp, thì có thể là lợi thế hay là nhược điểm của các bạn ấy là gì? À, đấy thì mình phải làm rõ ra nhá. Tức là vũ công thì có thể gọi chung tắt của cả người nhảy và người múa. Thế nên là em mới hỏi lại. Okay. Đấy. Thì là tất nhiên là các bạn ở trong trường múa thì ra cũng sẽ là vũ công thôi. Nhưng mà vũ công về nhảy hay về múa nó lại khác nhau nhá. Thì thường các bạn học trong trường múa ra ấy, thì các bạn ấy sẽ đi biểu diễn ở trong các cái đoàn nghệ thuật của nhà nước hoặc là những cái đoàn tư nhân. Đây. Thế nhưng mà thường là về múa thôi. Thế nhưng mà có những cái bạn mà các bạn ấy lại thích cái sự sôi động của nhảy thì các bạn ấy cũng có thể là đi học nhảy được. Thế nhưng mà khi mà học từ múa ra mà để sang nhảy ấy, thì hai cái bộ môn này thực ra là nó có rất là nhiều sự khác nhau. Tức là ở trong múa thì nó có những cái sự, có những cái động tác uyển chuyển cơ bản của múa, tức là về dáng dấp rồi về cách nghe nhạc của múa nó khác. Còn khi mà bạn học nhảy ấy, thì là những cái basic của nhảy nó cũng khác với múa, tức là nó sẽ không vào form khuôn dáng như kiểu là mình múa, mà nhảy thì nó sẽ thoải mái hơn, tức là những cái basic này nó mạnh mẽ hơn này, nó chất hơn này, hay mình dùng từ như là hoang dại hơn đi, nó hoang dại hơn đó. Thì để mà từ một vũ công múa chuyển sang thành vũ công nhảy thì nó sẽ cũng khá là khó, bởi vì là cái dáng khi mà mình học múa ấy, nó đã vào khuôn rồi. Thế để mà để nhảy được ấy thì mình sẽ phải phá bỏ một chút của cái dáng múa đi để có thể mình có thể nhảy được. Hoặc là từ nhảy sang múa cũng thế, khi mà mình đã nhảy rất là ok rồi nhưng chưa chắc sang múa bạn đã múa đẹp, bởi vì bạn không được học cái cơ bản của múa ấy. Nó không, mình không được rèn luyện cái sự form dáng của múa như vậy ấy, thì cũng khá là khó. Theo em thì nếu mà một bạn nào mà có tố chất thì để sửa được những cái đấy thì nó sẽ dễ hơn là những bạn mà không có tố chất đó. Chắc là thông qua cái hoạt động vừa rồi thì chắc là các bạn xem podcast thì cũng đã hiểu sơ sơ về cái một lộ trình hay là những cái thông tin cơ bản về nghề vũ công, đặc biệt là ở bối cảnh thị trường ở Việt Nam. Thế thì bây giờ anh muốn đi sâu hơn một tí vào câu chuyện cá nhân của em đi. Em bắt đầu bén duyên với cái nghề nhảy này từ lúc nào và câu chuyện từ đó đến bây giờ nó diễn ra ra sao? Em bắt đầu bén duyên vào nghề nhảy từ hồi năm em học cấp 3. Thực ra thì ngay từ hồi bé ấy, là em đã có rất là có đam mê mãnh liệt với những cái bộ môn nghệ thuật biểu diễn, ví dụ như là diễn xuất hoặc là nhảy múa chẳng hạn, và rất là thích đứng ở trên sân khấu ấy. Thì ngày xưa bé thì em hay xem những cái băng đĩa ca nhạc các thứ liên quan đến múa hát ở trên sân khấu này, đĩa nhạc như kiểu của Paris Van Nuys các thứ của Thúy Nga ấy. Đó thì em trông các cô ca sĩ rồi các cô dancer ở trên sân khấu trông đẹp quá, và lúc nào mình cũng muốn được đẹp như thế và muốn được đứng ở trên ánh đèn sân khấu và biểu diễn cho khán giả xem như thế. Thế là bắt đầu từ bé là em đã suốt ngày em đứng ở trên trên phòng một mình, ngày nào cũng thế, cứ ăn xong là lên phòng đứng một mình, bật đi bật lại một cái chiếc đĩa CD đấy để nghe đi nghe lại những cái bài hát đấy rồi nhảy múa theo. Thì đấy là đam mê từ nhỏ, nhưng mà lúc đó thì vẫn chưa có ý định để đi học đâu. Đó thế xong đến khi mà lên cấp 3 thì lúc đó em mới biết đến cái nhóm nhảy Big Thâu thôi. Nghe đồn là nhóm đến nhảy rất là hay, rất là đẹp. Cũng chỉ là biết như thế thôi chứ chưa có ý định đi xin học. Tại vì thật ra là em rất là tự ti. Đó. Thế xong rồi bỗng dưng có một ngày có một cô bạn riêng rủ em đi, bởi vì là cái nhóm nhảy Big Thâu đấy có cơ duyên thế nào lại tập ngay đúng gần nhà em. Đó. Thế là cô bạn ấy rủ em đi
và ra đấy để xem thôi, xem các anh đẹp trai ở đấy nhảy. Thế là tự dưng lại có tận hai cái động lực đó. Thế là hai bạn dẫn nhau đi ra đấy, thứ nhất là xem giai đẹp nhảy, thứ hai là để xem em nhắc lại giai đẹp hơi nhiều. Bây giờ anh thấy nhắc lại yếu tố này hơi nhiều. Nhưng thôi tiếp tục. Rồi, và cái thứ hai nữa là đúng cái mình thích. Thế là hai đứa đứng ở ngoài rào xem. Đó, mà tự dưng thấy nhạc lên, ôi các bạn nhảy đẹp quá. Thế là thôi, em quyết tâm là hôm sau đăng ký đi học luôn. Đó, thế là đam mê mãnh liệt từ đấy. Nhưng mà để học ở đấy thì em học được có một thời gian ngắn thôi. Thế sau đó em chuyển đi sang học bộ môn nhảy khác. À, cũng phải nói như thế này, tức là ở Big Thâu ấy, ngày đó thì Big Thâu mạnh ở breakdance no. Đúng rồi, còn em là nữ thì em tập cái đấy nó hơi khó. Đó, thì em mới tìm một cái bộ môn nhảy khác nó phù hợp với mình hơn. Đó, thì em đã được may mắn là được học anh Cường Seven. Đó, từ đó em đi theo anh Cường. Đó, thế tức là từ bén duyên từ cấp 3 đấy, cấp 3. Cấp 3 thì em cố gắng xin tiền bố mẹ để được đi học nhảy. Cái ngày đó là tiền học nhảy thì cũng không quá đắt. Đó, thế xong khi mà em học anh Cường được khoảng độ vài tháng thì có một cái cuộc thi. Thì cuộc thi gọi là thi bước nhảy xì tin ấy. Thế xong rồi anh Cường mới dưới, tức là mới tập hợp một nhóm nhỏ để cho em đi thi gọi là cọ sát. Thi cái đấy không phải là thi battle nhá, mà thi cái đấy là thi showcase. Thi nhóm á, anh Cường sẽ dựng bài và bọn em tập theo anh Cường để đi thi. Nhưng mà cái lần thi thứ nhất đó thì bởi vì là lần đầu tiên đi thi mà, thế nên là cũng chưa có kinh nghiệm gì lắm. Thế là cả nhóm rất là háo hức và đến thi. Nhưng mà đến lúc thi xong thì chẳng có giải gì cả. Bởi vì lúc đó thì cũng mới tập mà, và cũng ăn ủi nhau. Nhưng mà lần đấy là lần đầu tiên ôm nhau khóc trên sân khấu, bởi vì chẳng có giải gì. Đó, thế nhưng mà càng về sau, khoảng độ tầm một vài năm sau, bắt đầu có kinh nghiệm rồi, thì bọn em có cái sự tự tin ở trong người ấy. Lúc đó thì bắt đầu mới là đầu tư thật là kỹ lưỡng để đi thi những cái giải giải đấu lớn ấy. Đó, theo thời gian thì cái kinh nghiệm đó nó cứ đi lên thôi. Và may mắn là cái cuộc thi cũng là cuộc thi bước nhảy xì tin đó, nhưng mà lần thứ hai em thi thì em may mắn là vượt qua được vòng chung kết miền Bắc này. À, vòng chung kết Hải Phòng trước, xong rồi vòng chung kết miền Bắc, và cuối cùng là vòng chung kết của quốc gia. Và cuối cùng thì may mắn là được giải nhất. Đó, thì em nghĩ là muốn may nhỉ? Nó là vừa may mắn này, vừa có kinh nghiệm đã rồi này. Đó là giải đầu tiên mà em được. Như anh được biết thì em vẫn là một vũ công, vừa là vũ công, vẫn đi nhảy show, vẫn đi diễn show cho các show này, các ca sĩ này, dựng bài này, biên đạo cho các doanh nghiệp này, cộng với là đào tạo nhảy nữa này, và cũng biên đạo cho các ca sĩ. Thế thì nó là cả một quá trình rất là dài đúng không? Thế thì em có thể chia sẻ cho các bạn khán thính giả xem người trong môn nghề về những cái kỹ năng đi, hay những cái kỹ năng hay là những cái trải nghiệm mà một vũ công cần phải có để đi từ cái bước, chẳng hạn như cái bước đam mê ban đầu đi, cho đến khi mà có thể kiếm tiền được từ cái đam mê như vậy. Thứ nhất là cần phải trang bị kỹ năng gì thì làm cái gì thì mình phải có kỹ năng của cái đó và phải học hỏi rất là nhiều của người đó. Vì đam mê mà nên ngày đó em chăm chỉ lắm. Lúc nào cũng đi tập, lúc nào cũng trau dồi kiến thức về cái bộ môn này. Đó, cứ có thời gian là lại đi tập. Ngày nào cũng tập, mà không đi tập ở ngoài thì tự tập ở nhà. Chính vì như thế nó cho em cái cảm giác là mình rất là tự tin khi mà mình có thể đi bất cứ đâu, mình cũng có thể nhảy được ấy. Đó, khi mà em đã được giải rồi ấy, thì bắt đầu lúc đấy em cảm thấy mình là có vẻ như mình cũng có thể làm được trong cái ngành này. Đó, và từ đó em bắt đầu đi kiếm tiền. Tức là em đi làm từ những cái việc nhỏ nhất thôi. Ví dụ như em đi phát đi làm PG ấy, phát nước cho các bạn ở trường cấp 3 mỗi lúc mà các bạn ý nghỉ giải lao ra chơi hoặc là tan học đó, thì vừa phát PG vừa phát nước này mà lại vừa nhảy để cho các bạn ấy xem. Đó là công việc đầu tiên mà em làm. Tính ra ngày đó thì cũng chưa có tên tuổi gì lắm, nên là ra tiền thì cũng ít lắm, chỉ khoảng tầm 200-300 nghìn. Nếu mà tính ra thì là một ngày đấy. Một ngày thì có khoảng tầm 4 ca phát như vậy, và vừa phát và vừa nhảy thì 200-300 nghìn. Sau đó thì dần dần lên, em đi tham gia nhiều chương trình hơn. Nhiều chương trình, ví dụ như là đi biểu diễn hội chợ này, rồi
có một vài cái mối ca sĩ quen, mà ca sĩ kiểu ca sĩ nhỏ nhỏ thôi, và cũng hay đi diễn chương trình hỗ trợ các thứ á, thì cũng có mời thì cũng đi diễn cùng để lấy thêm kinh nghiệm đó. Thì sau đó đi diễn nhiều trên sân khấu rồi thì mình bắt đầu mình học hỏi được có nhiều cái trong ngành rất là hay đó. Thì từ là một người đi nhảy những cái bài của người khác thì tự dưng là em nghĩ là hay là mình tự nhảy bài của mình cũng thấy thích mà đó. Thì từ lúc đó em tự biên đạo ra, em tự biên đạo ra động tác của mình, sau đó em đi biểu diễn nhiều. Thế xong rồi khi mà đi biểu diễn nhiều, có rất là nhiều công ty event các thứ, người ta nhìn thấy cái sản phẩm của mình như vậy thì người ta mời mình thôi đó. Và từ đó thì em thành lập được thêm một nhóm nhảy nữa. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nhóm nhảy đấy đúng không? Chúng ta nói về Lin này. Nói về Lin thì cũng có một thời gian ngày xưa đúng không? Nó gần như là Lin là một hình mẫu, một tượng đài theo kiểu gọi là về K-pop. Thực ra anh không phải là người theo dõi K-pop khá nhiều, cho nên là anh không biết nhiều lắm. Nhưng mà anh biết là nhóm được rất là nhiều thành công ở một số cuộc thi quốc tế. Thế thì anh rất là tò mò, anh muốn biết là cái cơ duyên nào đã dẫn đến một cái nhóm nhảy như vậy, và làm thế nào để mọi người tiếp tục đồng hành với nhau, và đến bây giờ thì vẫn là theo anh được biết là vẫn là bạn đúng không, và vẫn thậm chí là có một số dự án của nhóm làm đôi khi là chỉ vì đam mê thôi. Thì cái điều gì đã gắn kết và điều gì đã tạo nên một cái nhóm liên như vậy, và có cái điều gì mà em cảm thấy là mình cảm thấy rất là trân trọng ở cái nhóm liên không? Em thực ra thành lập nhóm liên thì cũng là không phải là do dự kiến ban đầu của em đâu. Tức là có bốn người của em là có cùng một đam mê chung là nhảy. Bốn người nhá, nhưng mà lại ở trong hai nhóm nhảy khác nhau, nhưng bọn em quen nhau. Và thế là một ngày đẹp trời, em và một bạn nữa nảy ra một ý định là hay là chúng mình đi thi một cuộc thi của K-pop đi. À, cuộc thi dance cover đầu tiên của K-pop. Thi lúc đấy chỉ mang tâm trạng là thi để cho nó vui thôi, gọi là có cái để nhảy, có cái để tập á. Kiểu đấy. Cái này thì nó lại khác hoàn toàn với cả cái hip hop ngày trước là em đã tập nhá. Và cái này là cái dance cover. Đó. Thì sau một ngày đẹp trời rủ nhau như vậy thì bốn đứa hẹn nhau đi tập. Và cuối cùng tất cả các khâu chuẩn bị từ tập này cho đến quay các thứ này rất là nhanh chóng. Làm gọi là lúc nào cũng mang một cái tâm lý là đi thi cho nó vui, thoải mái, chả có gì cả. Thế nên bọn em không bị áp lực bởi những cái kia. Đó. Đến khi mà có thành quả rồi, up clip lên trên YouTube rồi. Bởi cuộc thi này là cuộc thi chấm qua YouTube mà, chấm qua mạng, chứ không phải là cuộc thi mà để bỗng dưng không hiểu may mắn xui rủi thế nào mà cuộc thi lần đầu tiên tham gia vì đen cover K-pop mà tự dưng lại được giải vô địch thế giới. đó, chính vì như vậy mà tự dưng lúc đấy là cảm xúc vỡ òa. Cả bốn đứa không hiểu tại sao bọn mình lại được vô địch mà một cái giải mô hình lớn như vậy, quy mô lớn như vậy, và lại do một cái công ty khá là to của K-pop tổ chức, đó là YG. Đó, thế là sau từ đó bọn em nghĩ là mình một phần cũng là may mắn mà một phần cũng là thực lực. Đấy, mình nói nha thế. Thế là xong rồi bốn đứa bảo nhau là thế thôi, đang nhân cái cơ hội này thì mình thành lập luôn một nhóm nhảy đi. Tự dưng bây giờ mình có cái tên rồi thì tội gì mà mình bỏ. Bây giờ không phải là thi cho vui nữa rồi, bây giờ mình phải nghiêm túc. Đó, và từ đó bọn em thành lập lên nhóm Lin. Và Lin là viết tắt của bốn chữ cái đầu. Thế là L-Y-N-T, tức là Lily này, Yến này, Nga và Thanh. Đó. Và sau đó thì bọn em đã tuyển chọn được khá là nhiều các bạn trẻ ở trên các nơi trên miền Bắc. Tại vì là đợt đấy là cũng khá nổi tiếng vì tự dưng có một nhóm nhảy Việt Nam giành giải quốc tế thứ. Thế là cũng khá nhiều bạn trẻ yêu thích K-pop thời đó biết. Và bọn em mở rộng quy mô casting tuyển thành viên ấy, và 20 bạn. Và thế là từ đó nhóm Lin cùng em đi tới tận gần đây. Và cái điều mà để bọn em gắn kết với nhau chắc là cũng chỉ vì là bọn em có thích nhảy thôi. Ăn ngủ tập với nhau cái gì cũng là vì là để trao đổi về nhảy hết. Đó. Sau cái giải thưởng đầu tiên đấy thì nhóm Lin còn đạt được những giải thưởng gì? Cái giải thưởng nào là thứ mà em cảm thấy là em có một kỷ niệm sâu sắc nhất với nó? Kỷ niệm sâu sắc thì em nghĩ là giải nào em cũng có kỷ niệm sâu sắc hết á. Không có giải nào là nhất đâu. Bởi vì là giải nào cũng là do mình cũng khá là cố gắng để có được cái thành quả. Đó. Thì sau cái giải thưởng đó thì nhóm em cũng đạt được một vài giải thưởng khác nữa. Ví dụ như là
cũng là một cuộc thi dance cover nhưng mà của SM Entertainment tổ chức của K-pop, bọn em cũng được giải nhất của nhóm SNSD nè. Và một bài khác của Mama của nhóm EXO cũng của SM Entertainment tổ chức và bọn em cũng được giải nhất. Đó là cái ba cái giải mà to nhất bọn em từng đạt được của quốc tế. Còn đấy là về trong mảng dance cover. Còn ví dụ mà ở trong mảng hip hop, choreography các thứ linh linh thì là bọn em chỉ mới được giải sáng tạo thôi. Tức là cái nhóm Linh lúc đấy khi mà em tuyển chọn ấy thì chỉ có bốn đứa đứng đầu của em là có basic về hip hop thôi. Còn đâu các bạn khác thì các thành viên mới thường là các bạn rất là non kinh nghiệm và các bạn chỉ có kinh nghiệm ở trong cái mảng dance cover thôi. Thế cho nên là khi mà thi dance cover thì các bạn sẽ là thế mạnh. Nhưng mà ví dụ thi hip hop các thứ ấy thì đấy không phải là thế mạnh của các bạn. Thế nên là những lần thi hip hop đấy thì bọn em cũng có những giải, ví dụ như là giải sáng tạo này đó các thứ, chứ không phải là được giải quá cao. Khi ta nói đến câu chuyện làm nghệ thuật đúng không, đặc biệt là làm dancer đi, thì có một cái, hình như có một cái cảm giác của rất nhiều người là có vẻ như nghề này tuổi thọ nó hơi thấp. Tức là khi mà bạn ở độ tuổi trẻ đúng không, bạn còn sức khỏe này, bạn còn ngoại hình này, là bạn vẫn có thể kiếm tiền này, hoặc là bạn có thể có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền trong cái lĩnh vực này. Khi mà đến một cái ngưỡng nào đấy thì có thể bạn sẽ phải lựa chọn những cái con đường khác. Cá nhân em đi, em có bắt gặp cái tình trạng này không? Và hoặc là em có nhìn thấy bạn bè hay bất cứ ai gặp phải tình trạng này không? Và liệu rằng đây có phải là một cái vấn đề rất là khó khăn trong cái và đặc thù cho cái lĩnh vực nhảy, nghề nhảy này không? Đúng ạ. Cá nhân em cũng gặp những cái tình huống như vậy. Tức là ở trong nghề nhảy thì thường là tuổi thọ nó không được cao, đúng là như vậy. Chính vì như vậy mà có rất là nhiều bạn dancer mới đầu rất là đam mê nhưng mà về sau các bạn ấy cũng phải từ bỏ thôi. Bởi vì là không thể cứ bay bổng mãi như vậy được. Thứ nhất là làm dancer không thể giàu được. Dancer chỉ có thể đáp ứng được cái chuyện là bạn có thể làm bằng nghề, kiếm tiền bằng nghề để nuôi sống bản thân, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể giàu được, chắc chắn là như vậy. Chính vì như vậy mà có rất là nhiều bạn mới đầu là chọn dancer nhá, bởi vì là các bạn vẫn còn trẻ mà, rất là vui, rất là thích. Nhưng mà chỉ được một thời gian thôi và sau này các bạn ấy sẽ hướng đi sang một lối khác. Điển hình nhá, ví dụ như ở trong nhóm mình thôi cũng thế. Tức là có những bạn mới đầu đam mê lắm nhưng mà thực ra đến bây giờ các bạn vẫn đam mê, nhưng mà các bạn ấy phải lựa chọn cho mình một cái con đường chắc chắn hơn để mà các bạn ấy, thứ nhất là ổn định với bản thân, thứ hai là để cho bố mẹ các bạn ấy cảm thấy yên tâm về bản thân hơn. Đó, thì chính vì đây cũng là một cái lý do mà nhóm mình dần dần thành viên đã ít đi và về sau là không quá nhiều người theo mình nữa. Với mình cũng thế thôi, tức là trong khoảng thời gian mà mình học đại học ấy thì mình cũng lúc nào cũng luôn suy nghĩ là thế bây giờ chọn dancer hay chọn diễn viên đó, và nghề nào thì mình có thể sống được hơn. Thật ra thì mình luôn cảm thấy là cả hai nghề mình đều thích và mình muốn làm song song luôn, chứ mình không muốn bỏ bất cứ một nghề nào cả, bởi vì từ bé mình đã đam mê rồi. Thế nhưng mà lúc nào cũng phải bị đặt ra lên cái bàn cân ấy, lúc nào cũng phải so sánh, bởi vì mình không thể làm một lúc hai cái được, mình phải tập trung vào một cái thì nó mới tốt được. Chứ bây giờ mình làm cùng một lúc hai cái như vậy thì lúc nào nó cũng sẽ bị sao nhãng đó. Và bố mẹ thì lúc nào cũng muốn là mình làm diễn viên, bởi vì diễn viên thì ok, lên truyền hình các thứ rồi các thứ nghĩ là sẽ nhiều tiền hơn các thứ đó, nhưng thực ra cái gì thì nó cũng có duyên thôi. Và sau đó thì mình chọn dancer. Và mình nghĩ là mình chọn dancer thì cũng không phải là sai, bởi vì mình hiện tại bây giờ mình vẫn có thể kiếm tiền bằng cái đam mê của mình, vẫn có thể nuôi bản thân mình tốt hơn. Và mình nghĩ là tuổi thọ nó cũng không, nó chỉ ngắn khi mà bạn xác định cái nghề này để bạn đi biểu diễn nhá. Nhưng nếu bạn có một cái hướng khác, ví dụ như bạn có thể dạy nhảy này, truyền lại đam mê của mình cho người khác này, hoặc bạn có thể từ đó bạn mở rộng ra, ví dụ như bạn mở phòng tập này, hoặc là bạn mở lớp đào tạo, trường đào tạo tư nhân chẳng hạn. Đó, thì cái đấy cũng là cái có thể đi lâu dài được, chứ không phải là cứ dancer là phải biểu diễn trên sân khấu đâu. Thế thì tức là chúng ta có rất nhiều cái con đường khác nhau. Và có thể là cái nhận định về câu chuyện là tuổi nghề này nó ngắn thì nó chỉ ứng dụng cho cái câu chuyện biểu diễn trên sân khấu đâu. Và khi mà ta nghĩ rộng hơn thì còn rất nhiều thứ mà một dancer có thể làm được, ví dụ như là biên đạo này, ví dụ như là đào tạo này. À, nhân nói câu chuyện biên đạo, thế thì anh muốn hỏi em một chút là
theo anh được biết thì biên đạo nó giống như kiểu sáng tác đúng không? Trong âm nhạc, trong ca nhạc nó là sáng tác. Vậy thì nó có phải là một cái thứ mà ai cũng có không? Hay là nó phải có một cái năng khiếu hay là một cái gì đó rất là đặc thù để mình có thể làm được điều đó và mình có thể phát triển theo hướng đó được? Em nghĩ là như thế này này, theo ý kiến cá nhân của em nhá, khi mà đã học nhảy rồi, khi mà đã làm dancer biểu diễn sân khấu rồi, thì em nghĩ là các bạn dancer đều có thể biên đạo được. Đó, các bạn dancer đều có thể biên đạo được. Nhưng mà cái chủ yếu, cái quan trọng ấy là các bạn ấy biên đạo có hay hay không thôi. Chứ còn em nghĩ là dancer nào cũng sẽ biên đạo được thôi. Đó. Cái nguyên tắc ở đây là gì? Tức là nguyên tắc ở đây giúp cho dancer nào cũng biên đạo được là gì? Ví dụ nhá, khi mà anh đã học nhảy rồi ấy, thì khi mà học nhảy mình sẽ được học những cái động tác cơ bản trước này. Để xong sau đó thì mình được học những cái bài mà của người khác biên chẳng hạn. Đó, sau lâu dần những cái đó, những cái động tác, những cái âm nhạc như vậy nó ngấm dần vào người rồi. Để đến khi mà mình nghe một bài nhạc, tự nhiên có những cái động tác mà tự mình nghĩ ra ấy, tức là nó sẽ tự ở trong đầu thôi và tay chân mình làm theo như vậy. Thì em nghĩ như thế thì em nghĩ là hầu như dancer nào cũng có những cái đấy. Nhưng mà để mà có bảo là có khả năng hay không các thứ ấy, thì phải tùy thuộc cái bài biên đạo của dancer đấy nó hay hay là không hay, hợp nhạc hay không đó. Thì mình biết là có khả năng hay không. Theo anh được hiểu nhá, theo anh hiểu anh vẫn nghĩ là biên đạo là một hướng rất khó. Rất nhiều người có thể là một dancer giỏi đúng không? Một người nhảy giỏi nhưng chưa chắc đã là một biên đạo giỏi. Và ngược lại, không biết điều đấy có đúng không nhỉ? Đúng thôi. Thật ra biên đạo thì nó là liên quan đến sáng tác về động tác. Thế còn nhảy có được hay không là do cái cơ thể mình điều khiển như thế nào. Đó, thì em biết rất là nhiều người nhá, biên đạo rất là hay, rất là giỏi, rất là sáng tạo. Nhưng mà để cái người đó thực hiện những cái bước nhảy của chính mình tạo ra ấy, nó không đẹp. Nhưng khi mà đưa cho người khác nhảy thì lại rất đẹp và rất có hồn. Đó, hai cái đấy nó không liên quan gì đến nhau lắm đâu. Có những người tự nhảy cái bài biên đạo của mình còn không đẹp bằng người khác nhảy. Đó, thế nhưng mà có những người nhảy rất là đẹp, cảm nhạc rất là hay, battle, freestyle rất là hay. Đó, tập bài của người khác cũng rất là hay, nhưng mà biên đạo thì lại chán. Tức là cái sáng tạo của người ta không có. Đó. Rất hay, bởi vì cái ý này anh nghĩ là nó là một trong những thứ mà chắc là cũng sẽ nhiều người cảm thấy có một cái gì đấy khi mà mình đứng ở bên ngoài và mình nhìn vào cái câu chuyện là vũ công đó, đôi khi mình sẽ không nhìn được cái sự khác biệt đấy. Thì anh rất là vui vì mình vừa mới trao đổi được về một cái về lĩnh vực mà chắc chắn là nó sẽ tạo ra được nhiều cái thông tin để cho các bạn có thể lựa chọn hướng đi. Có thể là đôi khi mình không phải là một người quá là giỏi trong câu chuyện điều khiển cơ thể để mà nhảy hay, thì nhưng mà mình lại rất là sáng tạo. Mình có thể xem nhiều này, mình có thể học hỏi người này người kia này, và mình có thể đi theo hướng biên đạo. Hoặc ngược lại, khi mà mình có năng lực về mặt nhảy nhưng mà có thể là khả năng biên đạo của mình nó chưa được tốt thì mình có thể đi sâu vào lĩnh vực còn lại. Chúng ta nói đến nghệ thuật thì chúng ta hay nói đến câu chuyện năng khiếu. Vậy thì theo em thì cái năng khiếu nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Và năng khiếu nó làm thế nào để biết là một người có năng khiếu nhảy hay không ấy? Em nghĩ là... Thật ra em nghĩ là môn nào liên quan đến nghệ thuật thì năng khiếu nó cũng chỉ chiếm tầm 40% thôi. 40% là cũng cao đấy. 40% anh nghĩ là cũng nhiều đấy. Đó, và còn số còn lại thì em nghĩ là sự chăm chỉ cần cù. Em có thể kể một tí về câu chuyện là em đã từng chăm chỉ cần cù như nào không? Bởi vì nếu nói chung chung một cách gọi là chăm chỉ cần cù, nó hơi bị gọi sao nhỉ? Tức là nó hơi bị chung chung ấy. Thật ra ấy, nếu mà để mà em tự nhận xét về em nhá, thì em không phải là một người chăm chỉ cần cù đâu. Tức là khi mà em cảm thấy là em thích bộ môn này thì em đi học và em học và em tập thôi. Nhưng mà khi nào cảm thấy chán thì em không tập nữa. Nhưng mà có những bạn ấy cực kỳ chăm chỉ luôn, tức là các bạn ấy rất là thích nhảy nhưng mà các bạn không có khả năng. Nhưng mà các bạn luôn luôn dùng cái thời gian rảnh rỗi của mình để tập trung vào tập luyện các thứ. Mà có những cái lúc mà đôi khi thời gian không rảnh nhưng các bạn sẵn sàng bỏ ra để các bạn tập luyện. Thì đó là những cái bạn chăm chỉ cần cù mà đến tận bây giờ các bạn làm nghề vẫn rất thành công, mặc dù bạn không có năng khiếu. Đó. Thì em nghĩ là cái năng khiếu nó chỉ đóng góp tầm 40% thôi. Thế còn cái ý thứ hai mà anh nói ấy, tức là bảo là làm nào để phân biệt được một người có năng khiếu hay không ấy. Thì là phân biệt được có năng khiếu hay không nhìn là biết thôi. Nếu mà người ngoài thì em không biết nhá, nhưng mà nếu mà trong con mắt của em ấy thì em nhìn cái cách mà người ta bắt chước, cái cách mà người ta di chuyển, cái move động tác của người ta di chuyển nhẹ nhàng thôi là biết được người đấy có năng khiếu hay không. Đó. Thế chắc em phải phát hiện ra là anh không có năng khiếu đúng không?
Anh thì vẫn đang bỏ ngỏ tại vì chưa tập nhiều lắm, học sinh lười. Anh chỉ đam mê những bộ môn biểu diễn được sớm, nhanh. Đấy, nhìn cách như này là cũng có tính năng khiếu rồi. Cũng năng khiếu, nhưng mà năng khiếu nó không là đúng chỗ cho lắm. Chúng ta nói đến câu chuyện làm nghệ thuật ấy, thì có một cái vấn đề mà gần đây chúng ta cũng, những người làm nghệ thuật thì thường bị gặp phải một cái không vui lắm, tức là câu chuyện Covid. Thế thì trong cái đợt Covid vừa rồi thì cá nhân em này, cộng với là em đã nhìn thấy cộng đồng dancer, cộng đồng vũ công, biên đạo, thì mọi người đã có những cái bước thích nghi như thế nào, hay là mọi người gặp khó khăn nhiều ra sao? Đợt Covid vừa rồi thì những cái môn nghệ thuật về sân khấu các thứ là hầu như là bị đóng băng hết, và vũ công thì không ngoại lệ. Và tất cả vũ công mà em quen thường là họ phải chuyển sang một cái hình thức khác để kiếm tiền, chứ không thể mà cứ ngồi nhà mà kêu gào được, đó là dạy học online, dạy nhảy online á. Và hoặc là các bạn chuyển sang cả ngành bán quần áo online này, rồi các thứ linh tinh tinh. Đại loại là vẫn có đường để có thể kiếm được tiền, chứ không phải là cứ ngồi nhà không ạ. TikTok nữa nhiều không? Anh thấy TikTok cũng là một cái... TikTok, nhưng mà thời gian như này, nếu mà khi mà vũ công trên TikTok ấy, thì bạn ấy phải thực sự là có một cái gì đó đặc biệt lắm thì mới có thể có nhiều view được ấy. Chứ em thấy thật ra có nhiều vũ công nhảy rất là đẹp, quần áo các thứ rất là đầu tư, nhưng mà khi mà up lên TikTok thì các bạn ấy được ít view lắm. Và em nghĩ là kiếm tiền trên TikTok như vậy thì mấy trăm view đấy không thể kiếm được. Đó, thế nên là em nghĩ chính chủ yếu khi mà các bạn vũ công ở nhà lúc dịch Covid ấy, mà khó khăn ấy, là các bạn dạy học online. Dạy học online thì nói chung tất cả các bộ môn bây giờ thì đều chuyển sang online hết rồi. Nhưng mà cũng may mắn là tình hình dịch cũng đang có biến chuyển tích cực. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mọi thứ sẽ còn ok hơn. Nhớ sân khấu quá rồi, phải hơn nửa năm nay không được lên sân khấu rồi. Cái cảm giác lên sân khấu đấy chắc chắn là một cảm giác rất thích đúng không? Tức là kiểu cái cảm giác khi mà lên sân khấu đấy nó như thế nào? Cái cảm giác khi mà lên sân khấu nhá, mà mình làm được cái thứ mà mình cảm thấy mình làm tự tin nhất. Tức là khi mà lên sân khấu nhá, anh Đen này, khán giả đang chuẩn bị xem mình thể hiện một cái gì đó trên sân khấu ấy. Lúc nào cũng thế, kể cả anh có đi biểu diễn đến 10 năm đi chăng nữa, nhưng mà trước khi lên sân khấu lúc nào cũng có cảm giác hồi hộp. Chưa bao giờ là hết quả cảm giác hồi hộp cả. Và chỉ là hồi hộp khi mà đứng ở đằng sau cái gà. Đó, để khi mà lên sân khấu rồi ấy, tất cả cảm giác ấy tan biến hết. Và cảm thấy như mình phải làm hết mình ở trên sân khấu này lúc nào cũng thế. Và cái cảm giác đấy em nghĩ là nó rất hay ấy. Nó cực kỳ hay luôn ấy. Chính vì nó gây nghiện như thế nên là cứ một thời gian mà không được đi diễn là buồn lắm, nhớ lắm. Nói chung là chúc em cũng sớm quay trở lại sân khấu, mà đặc biệt là các sân khấu lớn. Vì anh nghĩ là cái cảm giác khi đứng trước một sân khấu lớn nó vẫn là một cái cảm giác gì đó mà nó khác đúng không? Nó sẽ rất là khác so với việc mà mình đi diễn ở các sân khấu nhỏ này, hoặc là ví dụ mình quay video này đúng không? Đúng thì rồi. Hy vọng là sẽ sớm được nhìn những cái cộng đồng khán giả rất là nhiều đúng không? Mọi người đều đang vỗ tay, mọi người đều đang tung hô. Hồi hộp đón chờ xem mình đang làm, chuẩn bị làm gì chẳng hạn vậy. Đó. Tiện nói đến câu chuyện mà lên sân khấu ấy, thì thực ra là em cũng có biết là người trong môn nghề thì có nhận một số cái confession đúng không, của các bạn gửi về. Thì trong đấy có một bạn ấy hỏi một câu là bạn ấy rất là đam mê bộ môn nhảy nhá, bạn ấy mong muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì bạn ấy lại thấy là khi mà mình làm vũ công ấy, thì mình làm vũ công chuyên nghiệp đi, thì mình phải đứng trên sân khấu và đứng trước rất là nhiều người. Nhưng mà bạn ấy lại có một cái đặc điểm là bạn ấy rất là ngại chỗ đông người nhá, bạn ngại chỗ đông người luôn. Thì với cái tính cách như thế ấy, thì theo em thì bạn có thể làm gì để tăng được cái sự tự tin? Giống như em nói là khi mà mình rất là hồi hộp đúng không? Nhưng mà khi mình bước ra sân khấu thì mọi sự hồi hộp này nó tan biến mất. Nhưng có thể với bạn này ấy là bạn ấy vẫn đang chưa được tìm được cách ấy. Bạn bị hồi hộp quá và bạn nghĩ là cái câu chuyện kiểu bước ra sân khấu nó vẫn là một cái gì đấy, một cái rào cản rất là đáng kể. Thì không biết là có cái kỹ năng hay là cái tips gì ở đây không? Thật ra khi mà anh đọc cái câu hỏi đấy thì em đã nghĩ về bản thân mình. Bởi vì em là một người cực kỳ tự ti. Lúc nào cũng cảm thấy tự ti và không bao giờ dám đối diện mặt, ý là không bao giờ dám nhìn vào mắt một ai đó nói chuyện. Đó là ngày xưa nhá, không bao giờ dám nhìn vào mắt, thẳng vào mắt một ai đó để nói chuyện. Cũng như bạn thôi, tức là cứ nhìn thấy đám đông là em cảm thấy sợ. Em không tự ti về ngoại hình này, về những gì mà mình có đó. Thế nhưng mà đến khi mà em đi học nhảy, em được giao lưu với các bạn xung quanh thì dần dần cái tự ti đấy của em nó biến mất.
tức là các bạn ấy truyền cho em rất là nhiều lửa, cùng một cái đam mê như vậy nhưng mà các bạn truyền cho em rất nhiều lửa, rồi thầy giáo các thứ lúc nào cũng cứ mỗi lúc xong hết một giờ học lại lên kiểm tra bài, tức mà chỉ một mình nhảy và tất cả mọi người xung quanh xem như vậy đó, và cứ như thế trong vòng hơn một năm trời cứ phải nhảy cho tất cả mọi người xem như vậy một mình. Dần dần cái tự ti này nó biến mất. Và em nghĩ là nếu như bạn ấy mà cũng đam mê về vũ công như vậy nhưng mà bạn bị tự ti như vậy thì em nghĩ là bạn cũng nên đi dần dần giống như em, chứ không phải đùng một phát là mình có thể bỏ được qua cái đấy hết đâu. Mà mình phải có sự giao lưu với cả bạn bè này, học hỏi nhiều này, thì dần dần những cái đó nó sẽ thúc đẩy và nó bớt được cái sự tự ti của mình. Vậy thì cách tiếp cận của bạn ấy chính xác ở đây là hãy coi việc nhảy như một cái quá trình để bạn có thể vượt qua sự thiếu tự tin của bản thân, hơn là bạn nghĩ rằng sự thiếu tự tin đấy sẽ là cái rào cản khiến cho bạn có thể đi nhảy được, đúng không? Vâng. Bây giờ thì có thêm một bạn đặt một câu hỏi là bạn ấy cũng rất là giống em nhá, tức là cũng đam mê câu chuyện, cũng thích xem nhảy này, rồi cũng thích bắt chước, cũng thích xem ca sĩ rồi vũ công, và bạn ấy rất là đam mê và rất là muốn đi theo con đường trở thành một dancer chuyên nghiệp. Thế thì với tư cách một người đi trước nhé, thì không biết là em có thể cho bạn ấy lời khuyên về lộ trình đúng không? Ví dụ như bạn ấy đi học hay không này, đi học ở đâu này, hay là bạn ấy nên tham gia vũ đoàn, kết nối với ai, vân vân. Cái bối cảnh ở thời điểm hiện tại anh nghĩ là nó sẽ hơi khác so với ngày xưa, nhưng mà dù sao em là người có kinh nghiệm thì không biết là em có thể cho bạn ấy một cái lời khuyên được không? Tức là bây giờ thì có đầy đủ điều kiện hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa thì em luôn phải xem băng đĩa CD rồi bắt chước theo. Nhưng mà bây giờ thì về mạng xã hội rất là nhiều này. Bạn có thể lên trên mạng bạn tìm những cái lớp học mà bạn cảm thấy là uy tín, hoặc là bạn tìm những cái dancer mà bạn yêu thích chẳng hạn. Đó, để bạn đi học cho rồi thêm kiến thức. Chứ thật ra bây giờ, thật ra tự tập ở nhà thì cũng được thôi. Thế nhưng mà nó chỉ là một phần nào đấy thôi, tức là nó rèn luyện cho mình được thôi. Chứ còn nếu muốn giỏi, muốn có kỹ thuật, muốn kỹ năng để phát triển theo nghề ấy, thì em nghĩ nên đi học. Và sau đó thì xem thật nhiều các clip ở trên mạng này để mình học thêm ở nhà, vậy thôi. Còn sau đó thì sao? Ví dụ như là cả câu chuyện để từ học cho đến có những cái mối quan hệ này, cộng với là có thể kiếm được những công việc đầu tiên, thì chắc là nó vẫn có một khoảng cách đúng không? Thì ngoài cái việc học thì bạn ấy có cần phải làm những gì khác không? Vâng, ngoài việc học thì các bạn thì bạn phải đi thi đấu thật nhiều này. Ví dụ khi mà bạn đã học đến cái trình độ mà bạn cảm thấy tự tin rồi thì bạn nên đăng ký thi đấu thật là nhiều. Từ showcase cho đến battle freestyle gì đấy, một hay là với đồng đội các thứ. Thì cái đấy để cho bạn rèn luyện. Thi đấu là bạn đang rèn luyện khả năng rồi, thì bạn rèn luyện cái khả năng nghe nhạc, cái khả năng nhảy của mình đó. Và sau khi đi thi hấu như vậy thì bạn cũng có mở ra được rất là nhiều các cái mối quan hệ ở trong ngành, và từ đó thì bạn có thể quen biết và rồi những cái như kiểu là các nhà đầu tư hay là chương trình các thứ quen biết mặt bạn rồi thì lúc đó thì sẽ dễ để đi làm hơn đó. Đại loại là như theo ý của mình thì bạn nên đầu tiên bạn nên đi học trước. Sau đó khi mà bạn cảm thấy tự tin về trình độ của mình rồi thì bạn nên đi thi đấu cọ sát thật là nhiều để nâng trình độ của mình lên. Đó, tiếp sau đó thì bạn nên đi giao lưu thật là nhiều, kết bạn thật là nhiều những cái người ở trong ngành. Từ đó khi mà bạn đã có một cái trình độ nhất định nào đó rồi thì sẽ rất là nhiều người sẽ tự tìm đến bạn. Đó. Và lúc đó thì bạn có thể phát triển được bản thân mình đi theo hướng nào mà bạn thích, vậy thôi. Ok, anh còn một câu hỏi cuối cùng, cũng là một câu hỏi trong confession đó. Một bạn gửi và bạn muốn biết là cái thu nhập của cái nghề vũ công này nó có thể đến từ những nguồn nào. Nói về con số thì rất là vô cùng đúng không? Bởi vì tất cả những công việc liên quan đến nghệ thuật thì anh nghĩ là rất là khó để định giá, tùy thuộc vào năng lực, tùy thuộc vào khả năng, tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn. Bạn ấy muốn biết là ví dụ những cái nguồn thu nhập nào mà một dancer có thể có được này. Nếu mà so sánh với các công việc bình thường đi thì liệu nó có ok không, nó có ổn không và có thể sống được không, tốt không? Thì cái này ngay từ đầu chương trình em cũng nói rồi đấy. Tức là thật ra cái nghề dancer thì không thể giàu được đâu, bởi vì nó cũng là một cái nghề thu nhập khá là, có thể gọi là khá là ít. Ví dụ như em chẳng hạn thì thu nhập của em thường là sẽ về mảng biên đạo và mảng dạy nhiều hơn. Đó, tức là nó sẽ tùy từng thời điểm nhá. Khi nào mà em tập trung, ví dụ như ngày trước em tập trung vào nhóm nhảy và sân khấu biểu diễn thì thu nhập thường là nó sẽ rơi vào trung bình khoảng tầm 15 đến 20 triệu một tháng. Đó là khi mà nhóm nhảy tập trung vào mỗi mảng biểu diễn thôi nhá.
Thế nhưng mà về sau khi mà em không tập trung vào cái mảng biểu diễn nữa mà em chuyển sang em dạy nhảy các thứ linh tinh ấy, thì nó sẽ thu nhập được cao hơn một chút. Tức là nó cũng tùy từng thời điểm thôi. Thế nhưng mà thật ra nó không thể giàu được. Còn cái thứ ba nữa là biên đạo. Thì biên đạo nó sẽ tính theo một cái mức thu nhập riêng. Biên đạo thì sẽ biên đạo một hẳn một bài nhảy này, hay là khoảng bao nhiêu phút bài nhảy này. Với cái biên đạo đó nó tùy phụ thuộc vào cái name của mình lúc đó nữa. Thì để mình lấy giá đó. Thì có rất là nhiều biên đạo khá là nổi tiếng. Thế nên là những biên đạo đó thì có người ta được phép lấy giá tiền rất là cao chứ. Đó, nó tùy thuộc vào cái name của mình nữa. Đó, thì đó là những cái mà cái nguồn thu nhập của dancer. Biểu diễn, dạy học, biên đạo. Và đôi khi ví dụ như nếu mà mình có một cái name, một cái sự nổi tiếng nhất định thì có thể là có cả quảng cáo đúng không? Tức là đôi khi nó cũng là một nguồn bổ sung thêm. Nhưng mà chủ yếu vẫn là từ chính nghề của mình thì nó sẽ có các hướng như là biểu diễn này, biên đạo và dạy học. Vâng. Nếu mà ví dụ như bạn nào mà có thể làm được cả ba nữa thì sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Đó. Nhưng mà bạn sẽ vất vả đúng không? Bạn sẽ vất vả. Bạn sẽ phải bỏ công bỏ sức ra tương xứng với số tiền mà bạn kiếm được. Chứ đúng nó không rồi. Phải giống như nhiều người suy nghĩ là tôi đi biểu diễn thì sướng này hay là kiếm được nhiều tiền đúng không? Vâng. Ok, vậy là chúng ta cũng có cũng gần một tiếng, gần một giờ đồng hồ nói chuyện, trao đổi qua rất nhiều từ câu chuyện cá nhân của em trong cái lĩnh vực nhảy múa này, biên đạo này, cho đến những cái câu chuyện rộng hơn về ngành, về nghề, rộng hơn về cách để mình có thể theo đuổi đam mê, cách để mình có thể phát triển bản thân trong cái lĩnh vực này và đi theo nó, và biến nó thành một cái công việc. Chắc là thay cho lời kết đi, thì không biết là em có một cái lời khuyên hay là một cái nhắn nhủ gì đến những bạn khán thính giả đang xem chương trình không? Thật ra em không hay đi khuyên người khác đâu. Nhưng mà em chỉ biết là nếu như các bạn đã đam mê vào cái gì đó thì các bạn nên theo đuổi cho đến cùng. Và đến khi mà bạn đạt được một cái thành quả nhất định với cái đam mê đấy của mình ấy, thì bạn sẽ hiểu như thế nào là đó là sự thành công và cái hạnh phúc. Một lời khuyên mà anh nghĩ là ứng dụng được cho tất cả những cái lĩnh vực, chứ không hẳn chỉ là một lĩnh vực gọi là vũ công và dancer đúng không? Thì rất là cảm ơn em vì hôm nay là đã dành thời gian mà nói chuyện trao đổi với anh về nghề của mình. Vì thực ra thì anh và em thì đương nhiên là chúng ta nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng mà có thể là ngay cả trong buổi hôm nay thì cũng có rất nhiều điều mới, điều thú vị. Mà bản chất là cái số podcast này nó cũng giúp cho anh có một cái nhìn khác, một cái nhìn từ, tức là đúng không, khi mà người ta hay nói là khi mà yêu nhau đôi khi là người ta bị khi mà gần nhau quá là gọi là quen quên mất, đôi khi phải lùi ra xa một tí. Thì để mình nhìn lại người yêu của mình một cách xa hơn. Ê, rất cảm ơn chương trình Người Trong Môn Nghề, podcast Người Trong Môn Nghề đã cho anh cái cơ hội ngày hôm nay để được phỏng vấn em. Và hy vọng là sẽ được gặp lại tất cả mọi người, các khán thính giả của Người Trong Môn Nghề trong một cái số khác, mà có thể là cũng sớm thôi, trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.